Lúc Gì? gần đây sau tự nhiên tôi khoái nghe nhạc Phạm Duy. Ừ. Tất nhiên là ông ấy nó có một cái gì đó mà nó vẫn gắn kết với mình. Đúng rồi. Đối với anh cũng Đúng thời thời rồi. mình học đi học, thời Yeah. mình sinh viên đấy, nó cũng có những cái bài tình ca về quê hương đất nước rất là tuyệt vời. Và tôi nói thẳng với anh, nói về nhạc mà tình cảm mà nhạc yêu đương hay nhạc gì đó thì sao Văn Cao phải là Phạm Duy, ngoài ra không có ai cả, không có ai là một cái đại thụ ở Việt Nam. Tự nhiên ngày hôm qua tôi ngồi tôi nghe nguyên cái băng nhạc số 19 của Thúy Nga Paris nói về cuộc đời của Phạm Duy, tự nhiên mình ngồi khoái nghe đại khái vậy, đơn giản nghe cái đó không tránh khỏi, đó là kỷ niệm anh, đó là kỷ niệm ông thời ông ok. ông 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 Phạm Duy Ừ. ông rất là con người, ông rất là đặc biệt, Đúng và rồi, ông là một nghệ sĩ mà ông gọi là rất là chân thực, phóng một nghệ khoáng, sĩ phóng khoáng, phóng phóng khoáng và khoáng chân coi thực, là đúng rồi. mà cái hành động mà ông làm cho mình kính trọng ông nhất ạ. Và những cái đến cái ngày cuối cùng Cuộc đời của ông ông không có ở đây đây là đây đúng ông rồi, ông về phải trở về quê hương. ông qua đây năm 75, qua cùng lúc mình hồi đó đi lang thang vậy đó. Mình có là ông đi cùng một lúc, ông đi ra 30 tháng 4 đấy, ông đi cùng cùng một lúc đó, mà đến lúc nào đó ông ở đây rồi ông thôi ông về Việt Nam ông ở chơi cho nó chọn cái cuộc đời, cho cái cuộc đời của ông gắn kết với Việt Nam từ cái lúc ông lớn lên, từ cái lúc mà ông đi đi làm cách mạng á, ông nó bỏ đi đi vô vô ông ở Bắc, và ông nó đi theo kháng chiến Đúng rồi mà, rồi, kháng đúng chiến rồi rồi, cái tâm sự của ông nó hết rồi, thế mình không thế bằng, mình không bằng, mình không bằng cãi chuyện đó nè. Nhưng mà ý anh muốn nói là cuối cùng là sau ông về. khi mà nghe cái cô này cô nói thì mình mới hiểu rằng không phải đàn bà Việt Nam ai giống ai đâu. Mình nể, mình phục luôn. Có nghĩa là có những người phụ nữ ở Việt Nam mình cảm thấy mặc dù người ta không lên tiếng nhưng mà xa qua tham khảo mình cảm thấy họ hiểu hơn mình, họ hiểu lịch sử hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà vì cái chỗ là lên cộng đồng mạng họ không thích thôi, nhưng thực chất là họ nói là mình thấm liền, họ nói là mình thấm liền, họ nói là thấm liền, nói là mình nhói trong tim mình đau liền. Có một câu như vậy coi các anh nghĩ sao vậy, các anh nghĩ như thế nào về cộng sản? Cộng sản Việt Nam nó không phải bình thường như ông nghĩ gì đâu. Và bà tuyên bố một câu về những cái lời nói của ông Nguyễn Thiệu đúng y chang như vậy: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn gì cộng sản làm. Cái câu đó mới dễ nghĩa, bà dễ nghĩa cái câu của bà, theo ý bà tôi phục sát đất luôn, phục sát đất luôn. Người Đúng Việt rồi. Nam và nói thẳng là cộng sản Việt Nam nó không có đơn giản như mấy anh nghĩ tầm thường vậy đâu, không phải vậy đâu. Và lúc nào họ cũng nghĩ cái chuyện là đất nước là trên hết. Đúng rồi. À, nói Đúng thẳng với anh, ngày hôm nay thì sáng nay tôi cũng có rồi. like với thằng Hải cháu cháu thì cũng nói về chủ đề mà tôi cũng tâm đắc, tôi tính nói với anh nhưng mà thôi kệ nó, tới trước thì làm trước. Có nghĩa là cái chủ đề của tôi á, tự nhiên bây giờ tôi nhớ rằng một câu về bạn: vì lợi ích 10 năm trồng cây cũng vì lợi ích mà trăm năm trồng người. Trong người Cái lý do tại sao trăm năm trồng người mình hay thắc mắc, nhưng mà mình tìm ra cái lý lẽ theo cái nghĩa của tôi nói là bởi vì sao anh trồng cây 10 năm anh có thể thu hoạch đu đủ và xoài mít ổi gì anh có thể thu hoạch, nhưng con người thì không vừa được, không bao giờ được. Bởi vì khi con người đã nhuộm giống như một tờ giấy trắng này, anh nhuộm mực rồi anh không thể tẩy xóa nó hết được, nhưng mà lúc nào trên cái tờ giấy nó vẫn còn có vết. đúng rồi. Thì đúng rồi, không bao giờ hết được. Thế thì như thế nào? Thế vì ở trong đất nước Việt Nam mình nó có những con người mà nói nôm ra là những người mà chống phá chế độ hoặc là không thích đất nước Việt Nam. Tôi với anh này không có tính, bởi vì tôi đâu có chống cái gì đâu mà tôi biết gì, tôi đâu có biết gì đâu. Bởi vì cái ngày tôi đi đứng tôi cũng cầu mong hòa bình mà.
từ đó tới giờ anh thấy có bao giờ mà tôi hé môi tôi nói một cái gì đó mà tôi phản đối gì nữa không? Tôi đã từng nói trên cái live tôi rồi, bất kể cái nhà nước này nó theo chủ nghĩa củ chuối, củ đậu, củ khoai, củ đại khác gì đó, miễn làm sao mà đất nước mình không còn tiếng súng nữa là gia đình mình là hạnh phúc rồi. Tôi đã từng nói câu đó mà. Tôi đâu có biết cộng sản là cái gì đâu. Và huống chi tôi đã tham gia những cái sự kiện của đất nước. Thí dụ như là tôi đã tham gia và làm cho nhà văn hóa lao động ngày xưa. Tôi am hiểu và tôi tiếp xúc bán chợ trời. Tôi muốn là biết. Thì tôi mới hiểu được người cộng sản như thế nào. Chính vì điều đó nó làm cho con người tôi thương hơn. Đó. Đúng, đúng. Cái chuyện mà cái mấy người thôi bây giờ mình nói chuyện với người Việt kiều ở ngoài Mỹ này thì mình ở Mỹ thì mình nói không anh em cái tôi nghĩ là cái tại vì đây là lần đầu tiên đấy tại vì đây là lần đầu tiên mình bước ra khỏi cái Việt Nam mình rồi mình đi di dân vào những quốc gia khác. Thành thử ra mình không có cái lòng dạ của mình cũng có biết gì đâu. Mình dễ bị nhiễm lắm anh. Tại vì mình là người đi di cư mà ai nói cái gì thì mình... Cái đó tôi hiểu. Nhưng mà tôi nói nghe, nó không thắng nổi với sự... Mà nó có một cái sự... anh nếu anh có một cái nhiệt tình mà anh yêu quê hương đất nước thì nó không thắng nổi. Anh không thể nào anh sa ngã được. Ý tôi muốn nói cái điều này. Câu của Bác Hồ nói là tại sao mà trồng người tới 100 năm. Tôi còn chuyện vế khác tôi không nói. Mà tôi cái vế đó là tôi theo nghĩ suy nghĩ luận của tôi riêng tôi thôi. Anh có thấy bao giờ mà có một anh chàng cha hạng như là Ngô Kỷ, là Phan Kỳ Nhân mà anh nghĩ là phục thiện không? Không bao giờ. Tôi nói là tôi chậm. Nhưng mà anh tôi đơn cử một cái thí dụ thôi. Đã là con người. Khi anh mang một cái vết nhơ trong cuộc đời, anh không bao giờ bỏ gọi cỏ. Có nghĩa là ý tôi muốn nói là một tờ giấy trắng mà nhúng vào mực. Anh có tẩy như thế nào chăng nữa thì tờ giấy trắng nó cũng có vết. Anh nói tôi nói không? Hiểu. Đó, chính vì đó tôi nói. Thì những lúc gần đây, thay vì những người chân chính như chúng ta đây, người Việt Nam bình thường trung lập không theo ai nữa, rõ ràng. Thì có gì chúng ta mở rộng quan hệ, chúng ta ký kết về hợp tác giải khái gì của quân Mỹ là coi như là quan hệ chiến lược hay là để mà đem về lớn, tại sao chúng ta là không vui? Nhưng mà vẫn có những thằng không vui. Đó là những cái mà tôi muốn nói đó. Có nghĩa là họ tìm mọi cách, họ tìm đủ thứ mọi chuyện. Họ moi móc những chuyện mà bên lề, những chuyện mà tiểu tiết, những cái chuyện mà ví dụ như tại sao mày cầm ly trước, tao cầm ly sau, họ để mày để chén này không bằng tao, cái đồ mới nó kỳ vậy, cái chính là không moi những cái chuyện rồi. Đó là những cái thành phần mà cái gốc của cái ý tôi muốn nói là nó bị hư từ gốc rồi, cái là nó không còn là con người Việt thiếu cha gì bây giờ. Sau khi quan hệ Việt Mỹ ta thành công tốt đẹp, tôi cũng đã từng nói với anh rồi, thì biết bao nhiêu báo đài người Việt bên kia đã xuyên tạc rồi, sốc xỉu rồi chập ngoáy rồi, mình không cần nghe được đó. Mình nhưng mà đã khá là mình buồn cười anh, mình buồn cười. Tại là sao cái xã hội bây giờ nó thế hệ như vậy, tại sao mình nó vẫn còn những con người kỳ công vậy? Bởi vậy tôi mới nghiệm được cái câu nói của Bác Hồ. Là, 100 năm trồng người là như thế nào? Đó, tôi nói cho anh nghe để khá là vậy. Thì bữa nay tôi tính anh, tôi thấy anh lên với thằng Tý chứ, nhiều tôi tính xí phần nói về cái chủ đề là 10 năm trồng cây và 100 năm trồng người đó. Okay. Nhưng mà tôi thấy mình xỉa vô nó mất hứng còn Tý thôi. Thành ra bây giờ mình moi sâu vào điều đó chút xíu, có cái này. Tại làm sao mà có câu đó? Mà cái câu đó Bác Hồ nói từ lâu rồi. Đúng rồi. Sao không phải mới đây? Đúng rồi. Anh thấy ông nói đúng không? Đúng 100% luôn. Bác Hồ hay lắm anh. Bác Hồ hay quá. 100% luôn. Giản dị lắm anh.
mà nghe cái hiểu liền không phải là nghĩa. Đúng rồi. Nghe cái là hiểu liền và bởi nhớ vậy, rất là lâu. Nhớ, đúng rồi, bởi vì tôi sự với anh á, ngày xưa tôi không có nghĩ tới cái chuyện đâu, bởi vì ngày xưa tôi làm nhà hàng quá mà tôi biết nhà hàng quá hoạt động mà tôi biết năm nào cũng vậy, cũng đêm bít áp bít rồi giữa cái mà băng rôn cái rồi nhớ cái được. Lời bác hồi ấy, nhưng mà thực tế tôi treo để mà treo là làm hết nhiệm vụ tao ngủ, tao không hiểu cái câu đó làm con mẹ gì, còn cái thằng mày in cái chữ lên thì kệ mẹ mày, lại đi làm tao không biết. Nhưng mà ê, bây giờ mình nhớ trực là mình mới thấy hết hồn. Mình mới cảm thấy mình hết hồn. Trời ơi, thế là cái ông này ông nói gần năm 70 năm gì trước mà giờ nó còn ứng nghiệm, có nghĩa là đối với bác Hồ rõ ràng. Nói một cái khác nữa là nhớ người mà có cái tư tưởng mà chống đá rồi ghét bỏ Việt Nam mình thì hầu như không bao giờ họ từ bỏ. Và tôi nói thêm một câu nữa, họ hay so sánh, hay hơi móc mép và họ so sánh với một cái cường quốc trong thế giới là Mỹ. Bây giờ tôi thí dụ cho anh nghe nè, đặt trường hợp mà thí dụ Việt Nam mình là giống như kiểu như mà giống như anh coi từ Thiên Đại Thánh không? Có nghĩa là mà Việt Nam mình ở trong cái vườn đào chỉ có hái ăn thôi, trường sinh bất tử nó cũng chửi luôn. Có nghĩa là nó làm như là cái mặc định là nó phải chửi nó mới sống, còn nó không chửi nó không sống. Ôi người mấy mình đó không, ý tôi muốn nói là lòng dạ không có tốt. Đúng rồi, thì tôi nói cho anh nghe là nó buồn cười cho nó. Và tôi nghiễm đi nghiễm lại và tôi sao bác Hồ nó hay ta, tới bây giờ mà cái lời đó nó vẫn còn kinh nghiệm, nó còn linh nghiệm đến mức độ vậy. Bởi vì tôi nói là tôi phục sát đất, có nghĩa là cái đề tài này đáng lẽ thì nếu tôi anh biết thắng tôi là bọc dịch rồi xong nói năng cũng lỗ mãn, cô không phải là nhà văn, cũng không phải là báo ra, tôi nói nghĩ sao vậy. Và đôi lúc mà tôi nghĩ tôi buồn cười, tôi nói ủa sao vậy ta, bác Hồ nói gì thắng. Ông là thánh mà còn gì nữa, trời, như gì nữa. Trời ơi, rõ ràng nó thấy rõ ràng. Tới bây giờ không có chuyện gì xảy ra, nó cũng tạo ra cái cớ nó xảy ra. Đúng rồi, nó buồn cười lắm và nó xuyên tạc đủ mọi loại. Thế thì trong cái lúc mà tôi ngồi ăn cơm thì có cô em thì cô nói những cái chuyện mà ngày xưa thôi, cái chuyện ngày xưa thôi, cái chuyện ngày xưa thôi mà tự nhiên mình làm thấy xúc động. Có nghĩa là bà nói một câu về anh hiểu quá quá khứ thì anh mới biết trọng tương lai. Bà ấy đã từng ăn rau đến nỗi xanh người luôn, nghe là trong ruột không bao giờ có hộp cơm. Bà ăn từng kỳ kháng chiến mà, tức như là những người ngày xưa bà ở KT3 là dân mà coi như dân gì dân kinh tế mới, cái thời mới giải phóng xuống mà bà mới 10 tuổi mà bà phải nuôi cả gia đình, mạnh ai nấy nuôi, mạnh ai nấy sống, coi là ra đường ra chợ đủ thứ rồi, rất là tội. Bà kể thay là mình em rớt nước mắt luôn. Thì bây giờ đất nước Việt Nam mình, bà có của ăn của để, tất cả mọi người đều có của ăn của để, tại làm sao không biết trân trọng. Bà nói mà tôi muốn xỉu luôn. Rồi có những người đẻ ngang xương không biết cái khổ cực của quá khứ của đất nước, mà chỉ biết kêu gào đòi hỏi. À, thành ra vì chúa, thành ra tôi thấy tôi bức xúc quá, tôi lai đại thôi, chứ thực chất vừa này tôi hiểu. Chẳng phải lai lý đại đại khái thôi, hiểu rồi. Mà tôi cũng không ngờ anh thích nữa. Ok, thì có anh lên thì nói chung là bọn già chúng ta nó có một cái này nè, chúng ta qua Mỹ đã lâu rồi, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái điều này, biết đâu đúng và biết đâu là sai. Chúng ta không thể nào dời cái ngày tháng năm sinh chúng ta qua một đất nước khác được, đúng không? Tôi và anh ở số ở Việt Nam là bắt buộc là phải vậy mà thôi. Tôi bị bắt quân dịch thì anh cũng phải bị này bị kia, anh mới đi lính đại khái vậy. À, hiếm hoi lắm ở một người đi tình nguyện đại khái vậy. À, thì có những người hỏi mẹ ông yêu nước quá, tại sao hồi xưa ông đi lính đi ra còn quạt, ta không đi, nó bắt đi mẹ tao đâu có cưỡng lại được đâu, nó chỉ súng vô đầu tao, nó kêu đi là sao giờ, đúng không? Go khổ vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải nhắc những cái chuyện xưa như vậy, đúng không? Có cái điều quan trọng là tôi và anh về đây tất cả mọi người đều chào đón với cặp mắt rất là thân thương, thí dụ vậy, yêu này cái gì, người ta không trách mình.
bởi mình đâu có mẹ heo trách tao là binh gì, ông này có thượng sĩ chúng ta thấy nói cấp này cấp thuộc về bét 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 không nghĩa địa gì đâu. Việt Nam mình không được cái anh Việt Nam mình được cái đó, họ rất là rộng rãi, họ muốn người mình con ngực mình thấy cái sự tha thứ của người họ Việt tha Nam thứ lớn mình, họ tha thứ lớn họ tha thứ lớn là phải can đảm lắm họ mới làm được việc đó, chứ còn không có can đảm không làm được đâu. Đúng mà, con người phải rất là dũng cảm thì mới làm được cái việc đó anh, chứ còn một cái thằng người lúc nào cũng đòi trả thù cũng là nó không có dũng cảm. Tức là con người là cái lòng dạ, cái người Việt Nam mình nó coi vậy. Chứ là bây giờ câu chuyện anh nói thì anh nói tới đó thì mình nói thêm chút, chỉ có những người những con người mà nó phải mạnh mẽ, nó phải can đảm thì nó mới tha thứ được. Đúng cái, rồi cái hành động của mình phải can trường, phải rộng lượng, phải quân tử, phải quân tử mới làm được cái việc đó. Đúng chứ rồi. Còn không quên được đâu. Họ chứ, những người bây giờ đừng có nói gì nào, nói như là người như người Nhật đó, họ đi qua họ xâm lăng hồi địa hị thi chiến đó. Tức là họ đã gây ra như ở châu mình, họ đã gây ra bao nhiêu cái đau đớn cho, chẳng hạn như bây giờ mình cứ kể như là họ gây ra cái đau đớn là gây ra đều hết đó, là gây cho Đại Hàn, Trung Hoa với lại Việt Nam mà gây. Nhưng mà cái tội ác của người Nhật Bản đó, mà họ gây ra trên đất nước Việt Nam nó còn kinh khủng hơn là những thằng cha kia, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà hai cái thằng cha khác là không bao giờ nó tha thứ. Cha Đại Hàn á với thằng dân người Trung Quốc không bao giờ nó tha thứ. Cái lý do tôi giải thích chút xíu này, thường thường chúng ta từ hồi nhỏ thằng nào cũng khoái mê võ thuật hết trơn. Tính bây giờ tôi cũng tập mà. Anh thấy cái bộ lý, những cái bộ phim của Lý Tiểu Long. Thì trong những cái bộ phim nó có cái tinh thần kháng Nhật. Anh nhớ không? Kháng Nhật, Tinh Võ Môn, Long Tranh Hổ Đấu, Tử Thần Du Hí rồi Mãnh Long Quá Gia. Tôi thuộc Lào luôn mà. Tôi coi mê lắm. Nhưng mà trong những cái cốt truyện của Lý Tiểu Long đóng, không bao giờ không kháng Nhật. Là kháng Nhật 100%. Đúng rồi. Cái mà ý tôi muốn nói là cái tinh thần của người Trung Quốc á, họ lúc nào phim ảnh các cái họ cũng đưa vào vấn đề coi như là chống ngoại xâm. Mình không nói là vấn đề chống cái gì nhưng mà nói chống ngoại xâm. Thì thời đó thứ nhất là Nhật, thứ hai là cái thằng Anh thì có chuyện mà chiến tranh Nha Phiến. Đúng rồi. Và họ những làm những cái bộ phim mà chống chiến tranh đại khái vậy. Tôi nói về cái tinh thần dân tộc họ cũng rất là cao. Bởi vì họ cũng có một cái văn hóa lịch sử rất là lâu đời mà đứng thứ nhất thứ nhì của thế giới về vấn đề về cái đề coi như là ngàn năm văn hiến nữa, cái mà Liên Hiệp Quốc đã xác nhận gì đó. Thế thì trong cái vấn đề Việt Nam mình, sáng nay tôi cũng nói với Hải rồi, có một số người họ chống phá Việt Nam bất chấp, mặc dù không có đáng gì phải bất, không có gì phải chống phá. Có nghĩa là họ mang những tư tưởng hận thù đâu. Nhưng mà căn bản bây giờ thế này này, căn bản mấy người Việt Nam mình chỉ nói chuyện với người Việt Nam ở ngoài này thôi, trong nước mình cũng biết, mình cũng nói người này nè. Căn bản là bây giờ nó chỉ còn có học thôi, nó chỉ còn có học thôi, nó chỉ có cái học nó tru tréo thôi, chứ còn tại vì không hiểu. Nó bị cái bệnh là nó nói cái bệnh nó thế này này, cái bệnh là cái bệnh mà còn đến giờ này vẫn còn quần tụ lại giữa lá cà vàng, thì là tất cả những cái điều gì mà nó tru tréo mà anh nghe được ở Việt Nam, anh hiện tại bây giờ anh ở Việt Nam anh nghe được, tức là anh chỉ nghe được từ những cái thằng cha mà hiện tại bây giờ nó vẫn còn thờ cúng thờ phượng, còn quần tụ lại giữa lá cà vàng. Còn cái người nào mà nó thoát ra khỏi cái đá cờ vàng ra là không bao giờ họ nói những cái lời đó. Tôi hiểu. Mình lớn lên. Tại vì nếu mà mình nói